Xin chào bạn tới kênh Lịch sử thú vị. Trong thời gian qua, chúng tôi đã và đang chia sẻ về lịch sử Việt Nam, các vị vua có công dựng nước, các danh tướng nổi tiếng một cách đơn giản, hệ thống từng thời kỳ để giúp các bạn dễ nhớ nhất. Nếu bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký và nhấn nút chuông bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi có video mới. Còn bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu nào. Trần Thái Tông nguyên tên thật là Trần Cảnh, quê ở Hương Tứ Mạn, nay là phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Trần Cảnh ra đời và lớn lên lúc họ Trần đang nắm quyền bính trong triều đình nhà Lý, với trụ cột là chú ruột Trần Tự Khánh. Sau khi Trần Tự Khánh mất, một người chú họ của ông là Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ là em họ của Trần Thừa, được phong chức điện tiền chỉ huy sứ, cai quản lực lượng cấm vệ hoàng cung. Năm 1225, Lý Huệ Tông truyền ngôi cho con gái 7 tuổi là Lý Chiêu Thánh, tức vua Lý Chiêu Hoàng. Trần Thủ Độ tiến cử Trần Cảnh, lúc đó mới 8 tuổi, làm chi hậu chính chi ứng cục hầu hạ trong cung. Trần Cảnh trạc tuổi với Chiêu Hoàng, được bà rất quý mến, gần gũi và hay trêu đùa. Trần Thủ Độ đã lợi dụng những điểm này để dàn xếp cuộc hôn nhân giữa Chiêu Hoàng với Trần Cảnh, sau đó ép Chiêu Hoàng truyền ngôi cho chồng. Ngày 22 tháng 11 năm 1225, Lý Chiêu Hoàng xuống chiếu nhường ngôi cho Trần Cảnh, nhà Lý chấm dứt sau 216 năm tồn tại, Trần Cảnh lên ngôi hoàng đế. Trong 9 năm đầu thời vua Thái Tông, Thượng Hoàng Trần Thừa nắm quyền cai quản chính sự. Sau khi Thượng Hoàng mất vào năm 1234, Trần Thủ Độ được phong chức Thống Quốc Thái Sư, trở thành người có ảnh hưởng lớn nhất đến các chính sách của hoàng đế. Trước đây, triều Lý không có quy chế rõ ràng về việc cấp bổng lộc cho quan lại, chỉ có quan giữ hình ngục được trả lương hàng năm. Đến năm 1236, Hoàng đế Trần Thái Tông đặt lệ cấp lương bổng cho bá quan văn võ trong triều, ngoài địa phương và các quan coi cung thất lăng tẩm. Năm 1244, ông lại đặt thêm chế độ lương bổng cho các quan túc vệ. Vua Thái Tông ban bố quy định về kiểu áo mũ, xe kiệu và số người hầu của vương hầu, văn quan, võ tướng. Tháng 3 âm lịch năm 1230, vua Thái Tông sai nghiên cứu luật pháp thời Lý rồi soạn ra bộ luật quốc triều thông chế gồm 20 quyển. Ngày nay sách này đã bị thất truyền. Vua Trần Thái Tông là một cư sĩ mộ đạo của Phật giáo. Ông cũng có nhiều đóng góp cho sự lớn mạnh của nền giáo dục Nho giáo. Từ năm 1232 đến năm 1239, ông đã tổ chức các khoa thi thái học sinh, lần đầu vào năm 1232, lần hai vào năm 1239 để tuyển nho sĩ giỏi ra giúp nước. Bên cạnh việc tiến hành các khoa thi nho học, Trần Thái Tông cũng tổ chức thi tam giáo vào tháng 8 âm lịch năm 1247 để chọn người am hiểu ba đạo Phật, Nho và Lão làm quan. Nhà vua rất chú trọng đến thủy lợi nông nghiệp. Mùa xuân năm 1231, ông sai hoạn quan Nguyễn Bangkok đôn đốc quân bản phủ đào kênh Trầm, kênh Hào từ Thanh Hóa tới Diễn Châu, Nghệ An ngày nay. Năm 1248, Thái Tông sai đào sông Mã, sông Lễ và đục núi Chiếu Bạch ở Thanh Hóa, tạo thành một con kênh chạy dài theo hướng Bắc Nam, dài hơn 8 km từ sông Hoạt đến sông Lèn, nhằm tiêu nước từ Tống Giang, Hà Trung, Thanh Hóa ngày nay. Đến năm 1256, nhà vua sai vét sông Tô Lịch để hỗ trợ giao thông, đồng thời kịp tạo nguồn tưới tiêu cho các địa phương quanh kinh thành. Công tác đê điều đã đạt được bước phát triển mới trong thời Trần Thái Tông. Trước đây nhà Lý đã quan tâm đắp đê nhưng chưa có quy hoạch quy mô nên nhiều lần nước vẫn trào vào kinh thành. Năm 1248, vua Thái Tông truyền cho các lộ đắp đê suốt từ đầu nguồn ra tới bờ biển để chống nước lũ dâng tràn, gọi là đê Đỉnh Nhĩ. Ông lập ra cơ quan Hà Đê, có chánh sứ, phó sứ phụ trách đê điều trong cả nước. Nếu có đoạn đê lấn vào ruộng tư nhân, triều đình sẽ đền tiền cho chủ ruộng đất. Trần Thái Tông rất chú trọng việc xây dựng quân đội thiện chiến. Năm 1246, Thái Tông lập ra ba vệ cấm quân, tên là Tứ Thiên, Tứ Thần, Tứ Thánh. Năm 1253, Thái Tông thành lập giảng võ đường để huấn luyện quan võ. Năm 1252, Trần Thái Tông thân chinh đánh Chiêm Thành, quân Đại Việt thắng lớn, bắt được vương hậu Bố Gia La cùng nhiều thê thiếp quân dân của quân Chiêm. Mùa xuân năm 1226, sau khi được vợ là Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi, Trần Thái Tông đã lập Chiêu Hoàng làm hoàng hậu, đổi gọi là Chiêu Thánh Hoàng hậu. Trong thời gian này, Thái Tông có một hoàng tử đặt tên là Trịnh, nhưng không rõ mẹ là ai, cũng không có gì chứng minh đây là con do Chiêu Thánh sinh hạ. Năm 1236, thấy Thuận Thiên công chúa, chị của Chiêu Thánh và cũng là vợ của Hoài Vương Trần Liễu, anh Thái Tông, đang mang thai Trần Quốc Khang 3 tháng, Trần Thủ Độ ép nhà vua phế Chiêu Thánh xuống làm công chúa, rồi lấy Thuận Thiên làm hoàng hậu mới. Trần Liễu không chịu mất vợ, bèn tập hợp binh lực nổi dậy trên sông Cái. Điều này làm cho Thái Tông khó xử. Và vào một đêm ngày 9 tháng 5, ông bí mật rời Thăng Long lên núi Yên Tử xin tu theo đạo thiền. Trong khi Đại Việt hưng thịnh dưới triều Trần ở phương Bắc, nhà Tống phải rút xuống phía Nam trước sự xâm lấn từ nước Kim của người Nữ Chân.
phía Tây bị nước Tây hạ chia cắt. Tới đầu thế kỷ 13, người Mông Cổ ở phía Bắc nước Kim thống nhất dưới quyền Thành Cát Tư Hãn trở nên lớn mạnh. Mông Cổ đánh xuống phía Nam tiêu diệt Tây Hạ vào năm 1227 và tiêu diệt nước Kim vào năm 1234. Mặc dù đã mở rộng bờ cõi bao la sang phía Tây, diệt nhiều nước Tây Á và đánh sang châu Âu, người Mông Cổ tiếp tục tiến xuống phía Nam để tiêu diệt Nam Tống. Năm 1253, quân Mông Cổ do Thái soái Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy chinh phục nước Đại Lý Vân Nam ngày nay. Sau đó năm 1257, Khắc Hãn Mông Cổ là Mông Kha lên kế hoạch sai Ngột Lương Hợp Thai đem quân từ Đại Lý xuống chiếm Đại Việt, hòng tạo thế gọng kìm, đánh quật lên các châu Ung, nay là Nam Ninh Quảng Tây và châu Quế, nay là Quế Lâm Quảng Tây của Nam Tống. Năm 1257, Ngột Lương Hợp Thai dẫn gần 3 vạn quân tiến vào Đại Việt. Ngày 17 tháng 1 năm 1258, quân Mông Cổ đến Bình Lệ Nguyên, nay là huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trần Thái Tông đem 6 quân đi đánh. Sang ngày hôm sau, ngày 18 tháng 1 năm 1258, vua Trần Thái Tông dàn quân trận đánh trên sông Cà Lỗ ở Phù Lỗ. Quân Mông Cổ vượt sang Cà Lỗ và đánh bại quân Đại Việt. Vua Trần lại chủ động rút quân về phía Thăng Long. Để thoát khỏi tình thế nguy ngập, Bộ Chỉ huy Đại Việt quyết định di tản lực lượng khỏi Kinh Đô và lui về sông Thiên Mạc, nay là huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Tại đây, vua Lý Thái Tông đã thảo luận với Lê Phụ Trần những vấn đề cơ mật hầu như không người nào được nghe. Nhà vua cũng đi thuyền nhỏ tới thuyền của Trần Nhật Hiệu, chỉ huy quân Tinh Cương, để xin ý kiến về kế hoạch giữ nước. Nhật Hiệu đưa ngón tay xuống chấm nước rồi ghi hai chữ nhập Tống, tức là nên trốn sang nước Tống trên mạn thuyền. Thái Tông lại hỏi về tình hình quân Tinh Cương thì Nhật Hiệu chỉ đáp không gọi được chúng đến. Sau đó Thái Tông tìm đến tham vấn Thái sư Trần Thủ Độ và được Thái sư khích lệ: đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ đừng lo chi khác. Quân Mông Cổ chiếm được kinh thành Thăng Long, song gặp nhiều khó khăn do thiếu lương thực trầm trọng. Quân Mông Cổ phải chia quân đi cướp bóc ở vùng ngoại vi và phụ cận, nhưng bị dân chúng chặn đánh quyết liệt, quân Mông Cổ chịu tổn thất nặng nề, lại bị một thổ dân người Tày là Hà Bổng tập kích đánh tan tại Quy Hóa, vùng Lào Cai, Yên Bái. Quân Mông Cổ rút lui không hề cướp phá nên dân Việt gọi lại giặc Phật. Ngày 30 tháng 3 năm 1258, Trần Thái Tông truyền ngôi cho Thái tử Trần Quảng, tức Hoàng đế Trần Thánh Tông. Sau khi nhường ngôi vua cho con, Trần Thái Tông có nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu giảng dạy Thiền Tông. Ngày 5 tháng 5 năm 1277, Thượng Hoàng Trần Thái Tông qua đời tại Điện Vạn Thọ, Thăng Long, thọ 60 tuổi. Bạn có nhận xét gì về vua Lý Công Uẩn? Hãy để lại thông tin ở phần bình luận dưới. Cảm ơn bạn, xin chào và hẹn gặp lại.